Sung không ạ? Sung chưa? Lời đầu tiên cho anh Sắc xin gửi lời chào đến đại gia đình Sun Life, một lời chào trân trọng nhất ạ. 4 tháng mà anh Sắc không được đi diễn, lý do thì sao mà mình biết đúng không ạ? Nên thật sự là anh Sắc rất là ganh tị với tất cả quý vị, bởi vì mọi người được đi làm sớm mà anh Sắc. Và bật mí là đây là sự diễn đầu tiên của anh Sắc trong năm nay đấy ạ. Và chính Sun Life đã cho anh Sắc cơ hội này, cho nên anh Sắc muốn gửi một lời chúc sức khỏe đến tất cả quý vị, cũng như một lời cảm ơn chân thành nhất vì đã mở hàng cho anh Sắc hôm nay. 4 tháng không đi diễn, nhảy xong bài thở kìa. Cho anh Sắc xin 5 phút thở được không ạ? Được không? Anh Sắc đùa đây ạ. Bản tiếp theo sẽ là một liên khúc. Đây là ca khúc mà để giúp cho anh Sắc đến hơn, gần gũi người khán giả thông qua chương trình The Remix. Và đây là một bản mashup rất đặc biệt, còn một ca khúc rất hit của nước ngoài, còn một ca khúc rất hit của Việt Nam. Và xin mong phép được cover lại ca khúc này của liên khúc gồm hai bài hát rất quen thuộc được mang tên I Will Survive và Trái Tim Bên Lề. Xin mời tất cả quý vị cùng nghe.